Xin chào các em. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng ôn lại hai thì vốn rất quen thuộc trong tiếng Anh. Đó là thể hiện tại đơn và thể hiện tại tiếp diễn, dựa trên ba tiêu chí. Dạng thức của động từ, các cách sử dụng và các động từ đặc trưng của hai thì này. Chắc hẳn là các em vẫn còn nhớ các cách chia động từ ở thể hiện tại đơn và thể hiện tại tiếp diễn rồi phải không? Như các em đã biết, với thể hiện tại đơn thì động từ thường sẽ được giữ ở dạng nguyên thể hoặc thêm s và es tùy thuộc vào chủ ngữ. Còn động từ to be được chia thành am, is hoặc are cũng tùy thuộc vào chủ ngữ. Trong khi đó, đối với thể hiện tại tiếp diễn, chúng ta có chủ ngữ cộng với các trợ động từ to be, am, is, are. Theo sau là một động từ dạng verb ing. Chúng ta hãy cùng quan sát hai ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất. She often feeds her baby 5 times per day. Cô ấy thường cho con ăn 5 lần một ngày. Câu này được viết ở thể hiện tại đơn. Ví dụ thứ hai. She is feeding her baby at the moment. Cô ấy đang cho con ăn. Câu này là một ví dụ của thể hiện tại tiếp diễn phải không nào? Hẳn là các em đều ghi nhớ được cách chia động từ ở hai thể này rồi phải không nào? Chúng ta sẽ cùng nhau so sánh các cách sử dụng của thể hiện tại đơn và thể hiện tại tiếp diễn ở phần tiếp theo của bài học. Đây cũng chính là phần quan trọng nhất trong bài, vì thế các em hãy chú ý theo dõi nhé! Khác biệt thứ nhất. Như các em đã biết thì thể hiện tại đơn được dùng để diễn tả hành động thường xuyên xảy ra, có tính chất lặp lại. Trong khi đó, thể hiện tại tiếp diễn lại được dùng để diễn tả hành động xảy ra ngay tại thời điểm nói hoặc xung quanh thời điểm nói. Ví dụ thứ nhất. My younger sister always does the washing up after meals. Em gái tôi luôn rửa bát sau mỗi bữa ăn. Động từ do được chia thể hiện tại đơn thành does nhằm diễn tả hành động thường xuyên xảy ra. Và ví dụ thứ hai. My younger sister is doing the washing up now. Động từ do trong câu này lại được chia ở thể hiện tại tiếp diễn thành is doing, cho thấy việc em gái rửa bát là một việc đang xảy ra. Câu này có nghĩa là em gái tôi đang rửa bát. Các em lưu ý rằng sự khác biệt trong cách sử dụng này thường có những dấu hiệu thời gian rất dễ nhận ra. Thể hiện tại đơn thường được dùng với những trạng từ chỉ thần suất như never, không bao giờ, hardly, hiếm khi, sometimes, đôi khi, often, thường xuyên, usually, thường thường, always, luôn luôn, hay once a week, một lần một tuần. Còn thể hiện tại tiếp diễn lại hay đi cùng với các trạng từ chỉ thời gian như at the moment, at present, now, đều mang nghĩa là bây giờ, vào lúc này. Hay nó còn được đi cùng với các câu mệnh lệnh như be quiet, yên lặng nào, listen, nghe nào. Các em hãy ghi nhớ các dấu hiệu này để có thể áp dụng nhận biết hai thì này nhé. Dưới đây là một số ví dụ các em có thể cùng theo dõi thêm và chú ý đến các từ được gạch chân. Laura usually shops for vegetables in the supermarket. Laura thường đi mua rau trong siêu thị. John is folding the clothes for the trip now. Lúc này, John đang gấp quần áo cho chuyến đi. Be quiet, the baby is sleeping. Yên lặng nào, em bé đang ngủ. Và trước khi cô nói đến khác biệt thứ hai, cô có ba câu ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất. The moon orbits the earth. Ví dụ thứ hai. She works in a hospital. Và cuối cùng là she is working with Chinese doctors this month. Các em hãy giúp cô xác định xem trong ba câu trên, câu nào diễn tả một sự thật hiển nhiên, câu nào diễn tả một sự việc ổn định lâu dài, và đâu là một sự việc tạm thời. Bài tập này khá là dễ phải không nào các em? Câu thứ nhất có nghĩa là mặt trăng quay quanh trái đất. Đây hẳn là một sự thật hiển nhiên rồi.
Ở câu này, động từ được chia ở thể hiện tại đơn. Như vậy, khi các em muốn diễn tả một sự thật hiển nhiên, thì các em hãy chú ý sử dụng thể hiện tại đơn nhé. Vậy còn câu 2 và câu 3 cùng nói về một nữ bác sĩ và đều sử dụng động từ work. Nhưng câu 2 lại được chia ở thể hiện tại đơn, còn câu 3 lại được chia ở thể hiện tại tiếp diễn. Tại sao lại như vậy các em nhỉ? Câu 2 có nghĩa là cô ấy làm việc ở một bệnh viện. Đây là một sự việc ổn định, lâu dài. Vì thế, động từ chia ở thể hiện tại đơn. Còn câu thứ 3 lại có nghĩa là tháng này cô ấy đang làm việc với các bác sĩ người Trung Quốc. Đây chỉ là một sự việc xảy ra tạm thời trong tháng này. Vì thế, động từ được chia ở thể hiện tại tiếp diễn các em ạ. Như vậy, chúng ta cần ghi nhớ rằng thể hiện tại đơn được dùng khi các em muốn diễn tả những chân lý, sự thật hiển nhiên hay những sự việc có tính chất ổn định, lâu dài. Còn thể hiện tại tiếp diễn lại được dùng nếu như các em muốn diễn tả một sự việc có tính chất tạm thời ở thời điểm hiện tại. Đây chính là khác biệt thứ hai trong cách sử dụng của hai thì này. Như vậy là các em đã biết hai sự khác biệt trong cách sử dụng của hai thì này rồi. Chúng ta cùng phân tích đến điểm khác biệt thứ ba thông qua hai ví dụ tiếp theo. Ví dụ thứ nhất. The train leaves at 6 a.m. tomorrow. Chuyến tàu khởi hành vào lúc 6 giờ sáng ngày mai. Và ví dụ thứ hai. The Bakers are leaving for Paris tomorrow. Gia đình nhà Baker sẽ khởi hành đi Paris vào ngày mai. Ở ví dụ thứ nhất, việc đoàn tàu khởi hành lúc 6 giờ sáng là một thời gian biểu có sẵn. Ngày nào đoàn tàu cũng chạy vào lúc đó. Vì thế, động từ leave được chia ở thể hiện tại đơn nhé các em. Còn ở ví dụ thứ hai, việc khởi hành đi Paris là một việc đã được gia đình nhà Baker lên kế hoạch sẵn và chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, động từ leave được chia ở thể hiện tại tiếp diễn thành are leaving. Như vậy, điểm khác biệt ở đây là cả hai thì cùng có thể diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng thể hiện tại đơn lại được dùng để nói về những hành động mang tính lịch trình, thời gian biểu khách quan. Còn thể hiện tại tiếp diễn thì lại được sử dụng để nói về những hành động sẽ xảy ra với những kế hoạch, sắp xếp mang tính chủ quan. Ngoài ba khác biệt căn bản trên, thể hiện tại đơn và thể hiện tại tiếp diễn còn một điểm khác biệt nữa cũng khá rõ ràng khi chúng được sử dụng cùng với trạng từ always. Khác biệt thế nào? Các em hãy cùng theo dõi ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất. My father always goes to bed at 9 p.m. Bố tớ luôn đi ngủ vào lúc 9 giờ tối. Và ví dụ thứ hai. My father is always snoring. Bố tớ suốt ngày ngáy. Ở cả hai câu này, ta đều thấy có trạng từ always. Nhưng khi always được kết hợp với thể hiện tại đơn như ở ví dụ thứ nhất, thì chỉ đơn thuần nói đến một thói quen của người bố. Còn trong ví dụ thứ hai, thì câu này không chỉ diễn tả thói quen đơn thuần nữa, mà kèm theo đó là sự phàn nàn của người nói do hành động ngủ ngáy của người bố các em ạ. Như vậy các em nhớ nhé, khi diễn đạt thói quen bình thường, các em sẽ sử dụng always với thể hiện tại đơn. Còn khi muốn thể hiện thái độ phàn nàn, chỉ trích về một hành động nào đó lặp đi lặp lại, thì các em sẽ dùng thể hiện tại tiếp diễn. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi một số động từ thường được sử dụng ở thể hiện tại đơn mà không được sử dụng với hiện tại tiếp diễn. Cụ thể, các động từ thường được sử dụng ở thể hiện tại đơn là Dative verbs, các động từ tình thái, tức là những động từ miêu tả một trạng thái hơn là một hành động cụ thể. Các em hãy cùng theo dõi một số động từ tình thái tiêu biểu được liệt kê trong bảng dưới đây. Nhóm đầu tiên là những động từ chỉ sự chi nhận thông qua các giác quan, gồm có feel, cảm thấy, hear, nghe thấy, see, nhìn thấy, smell, có mùi, taste, có vị. Nhóm thứ hai là những động từ chỉ quan điểm, nhận thức, gồm có agree, đồng ý, believe, tin, disagree, không đồng ý, know, biết, think, nghĩ rằng, cho rằng. Nhóm thứ ba là những động từ chỉ tình cảm, ví dụ như dislike, không thích, enjoy, yêu thích, hate, ghét, like, thích, love, yêu. Nhóm thứ tư
là các động từ chỉ sự bao gồm, sở hữu, như là belong, thuộc về, have, có, include, bao gồm, own, sở hữu, possess, sở hữu. Và cuối cùng là một số động từ khác như appear, có vẻ, need, cần, seem, có vẻ, dường như, want, muốn, wish, ước. Chúng ta hãy cùng nhau thực hành một chút nhé. Đây là một chiếc xe đắt tiền và Mary là người sở hữu chiếc xe đó. Và ở đây, cô có hai ví dụ để diễn tả điều này. Các em hãy thử xác định câu nào mới là câu đúng nhé. Câu thứ nhất, Mary owns an expensive car. Và câu thứ hai, Mary is owning an expensive car. Ở câu thứ nhất, động từ own được chia ở hiện tại đơn thành owns, tương ứng với chữ ngữ Mary. Còn ở câu thứ hai, thì động từ own lại được chia ở hiện tại tiếp diễn thành is owning. Nhưng mà được đề cập ở lúc trước, thì own là nghĩa là sở hữu. Đây là một động từ tình thái, vì thế nó không được chia ở hiện tại tiếp diễn. Như vậy, câu 1 mới là câu chính xác các em nhé. Tương tự, chúng ta sẽ có những ví dụ sau. Các em sẽ nói rằng I know her parents. Tớ biết bố mẹ cô ấy. Chứ các em không nói I am knowing her parents. Các em nhé. Như vậy, đối với thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta có những động từ đặc trưng nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong phần tiếp theo. Các động từ thường được sử dụng ở thì hiện tại tiếp diễn. Như cô đã giới thiệu ở phần trước, thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả những thay đổi tạm thời hay xu hướng ở hiện tại. Như vậy, các động từ thể hiện những sự thay đổi hay xu hướng đó thường được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn. Các động từ đó bao gồm begin, bắt đầu, fall, giảm, get, trở nên, grow, tăng, phát triển, become, cũng mang nghĩa là trở nên, change, thay đổi, improve, cải thiện, tiến bộ, increase, tăng. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi hai ví dụ sau. Ví dụ đầu tiên, Bill is getting taller this year. Năm nay, Bill đang dần cao hơn. Động từ get được chia ở hiện tại tiếp diễn thành is getting. Việc Bill cao hơn vào năm nay là một sự thay đổi so với thời gian trước đó. Vì thế, ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả sự thay đổi này. Chúng ta có ví dụ tiếp theo. Demands for Christmas gifts are growing. Nhu cầu mua quà Giáng sinh đang tăng. Chúng ta nên hiểu câu theo ngữ cảnh mùa Giáng sinh đang đến gần. Nhu cầu mua quà Giáng sinh tăng cao. Đây là một xu hướng, một sự thay đổi ở hiện tại mà vào những thời điểm khác trong năm không xảy ra. Vì thế, động từ grow được chia ở hiện tại tiếp diễn thành are growing, tương ứng với chủ ngữ số nhiều là demands. Như vậy các em nhớ nhé, có những động từ chúng ta thường dùng và chỉ dùng với hiện tại đơn mà không dùng với thì hiện tại tiếp diễn và ngược lại, phải không nào? Cách tốt nhất để ghi nhớ là các em hãy ghi lại và tự lấy thêm các ví dụ luyện tập với các từ này. Nội dung bài học ngày hôm nay còn có một phần rất quan trọng nữa. Chúng ta có một số động từ tình thái được sử dụng ở cả hai thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn nhưng lại mang các nét nghĩa khác nhau. Các em hãy chú ý theo dõi để không bị nhầm lẫn nhé. Các động từ tình thái thường được sử dụng ở cả hai thì nhưng lại mang các nét nghĩa khác nhau, bao gồm các động từ như taste. Các em hãy chú ý ví dụ đầu tiên. The soup tastes good. Động từ taste được chia ở hiện tại đơn và mang nghĩa là có vị. Câu này có nghĩa là món canh này có vị ngon đấy. Còn ở ví dụ thứ hai, I am tasting the soup. Động từ taste ở đây lại được chia ở hiện tại tiếp diễn, có nghĩa là nếm, thử một món ăn, tức là diễn tả một hành động cụ thể thay vì trạng thái của sự vật. Câu này mang nghĩa là tớ đang nếm món canh này.
Động từ tiếp theo là look. Ở ví dụ thứ nhất, they look happy together. Động từ look được chia ở thì hiện tại đơn, nghĩa là trông ra sao, và theo sau là một tính từ. Câu có nghĩa, họ trông thật hạnh phúc bên nhau. Còn ở trong ví dụ thứ hai, why are you looking at me? Thì động từ look lại được chia ở thì hiện tại tiếp diễn và đi cùng với giới từ at, tạo thành động từ look at, mang nghĩa là nhìn vào ai hay vật gì. Câu này được dịch là, tại sao cậu lại nhìn tớ thế? Các em đã nhận thấy sự khác biệt về ý nghĩa của từ look khi được chia ở hai thì khác nhau rồi đúng không nào? Chúng ta cùng xếp đến động từ weigh. Ở ví dụ thứ nhất, the oranges weigh a kilo. Động từ weigh được chia ở thì hiện tại đơn, mang nghĩa là nặng bao nhiêu, có cân nặng là. Câu có nghĩa, những quả cam này nặng 1 cân. Trong khi đó, ở ví dụ thứ hai, she is weighing the oranges. Động từ weigh lại được chia ở thì hiện tại tiếp diễn, mang nghĩa là đang cân. Câu này được hiểu là cô ấy đang cân những quả cam. Tiếp theo là động từ enjoy. Ở ví dụ thứ nhất, Kate enjoys parties. Động từ enjoy được chia ở thì hiện tại đơn. Enjoy ở đây diễn tả một sở thích chung chung, và câu có nghĩa là Kate yêu thích tiệc tùng. Còn trong ví dụ tiếp theo, Kate is enjoying the party. Động từ enjoy lại được chia ở thì hiện tại tiếp diễn tả sự thích thú khi đang tận hưởng, trải nghiệm điều gì đó ở thời điểm hiện tại. Câu này được hiểu là Kate đang tận hưởng bữa tiệc. Một động từ nữa là see. Ở ví dụ đầu tiên, I see your point. Động từ see được chia ở thì hiện tại đơn và mang nghĩa là hiểu. Câu này có nghĩa là tớ hiểu ý cậu. Còn ở ví dụ thứ hai, I am seeing an old friend. Thì động từ see được chia ở thì hiện tại tiếp diễn tả kế hoạch được sắp xếp sẵn và chắc chắn xảy ra trong tương lai gần. Trong trường hợp này, see mang nghĩa là gặp mặt ai. Câu mang nghĩa, tớ sắp đi gặp một người bạn cũ. Động từ have cũng là một động từ rất quen thuộc với chúng ta. Ở ví dụ thứ nhất, Laura has a big house. Động từ have được chia ở thì hiện tại đơn, diễn tả sự sở hữu, mang nghĩa là có. Câu này được dịch là Laura có một ngôi nhà lớn. Còn ở ví dụ thứ hai, Laura is having dinner. Động từ have được chia ở thì hiện tại tiếp diễn và có nghĩa là ăn. Câu này có nghĩa là Laura đang ăn tối. Động từ tiếp theo là think. Ở ví dụ thứ nhất, I think you're right. Think được chia ở thì hiện tại đơn và mang nghĩa là nghĩ, tin, cho rằng, là động từ bày tỏ quan điểm. Câu này được hiểu là tớ nghĩ rằng cậu đã đúng. Ngược lại, ở ví dụ thứ hai, what are you thinking about? Thì động từ think lại được chia ở hiện tại tiếp diễn và mang nghĩa là suy nghĩ, nghĩ ngợi về vấn đề gì đó. Câu này có thể dịch là bạn đang suy nghĩ về điều gì vậy? Động từ cuối cùng cô muốn giới thiệu ở phần này là consider. Ở ví dụ thứ nhất, I consider you my friend. Động từ consider được chia ở thì hiện tại đơn và mang nghĩa là xem là, coi như. Chúng ta có thể hiểu câu này là tớ xem cậu là bạn. Còn ở ví dụ thứ hai, I am considering your advice. Động từ consider được chia ở thì hiện tại tiếp diễn và mang nghĩa là cân nhắc, suy nghĩ kỹ. Câu này mang nghĩa là tớ đang suy nghĩ kỹ về lời khuyên của cậu. Như vậy các em có thể thấy, khi các động từ được phân tích ở trên được dùng ở thì hiện tại đơn, thì nó diễn tả tính chất, trạng thái của người, sự vật hoặc hiện tượng. Còn khi được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn thì nó diễn tả một hành động cụ thể. Các em hãy nhìn vào bảng tổng hợp các động từ đặc biệt này một lần nữa nhé. Câu số 1. It's only 4 p.m. but Linda and Mary in the kitchen. Câu này khá là dễ phải không nào? Đáp án của câu hỏi này là B các em ạ. Dựa vào dấu hiệu It's only 4 p.m. bây giờ mới có 4 giờ chiều, chúng ta có thể suy đoán rằng câu này diễn tả một hành động nào đó đang xảy ra.
Vì thế, động từ cook cần được chia ở thể hiện tại tiếp diễn thành are cooking, tương ứng với chủ ngữ số nhiều là Linda và Mary. Câu hoàn chỉnh có nghĩa là bây giờ mới có 4 giờ chiều, nhưng Linda và Mary đang nấu ăn ở trong bếp rồi. Chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 2. My mother out the rubbish every morning. Đáp án đúng là A các em nhé. Chắc hẳn nhiều bạn có thể trả lời chính xác câu hỏi này rồi phải không? Trong câu có trạng từ every morning, hàng sáng. Đây là một dấu hiệu của thể hiện tại đơn. Vì thế, động từ take được chia ở thể hiện tại đơn như trong đáp án A. Và câu này có nghĩa là mẹ tớ đi đổ rác vào mỗi sáng. Câu hỏi số 3. My sister is not home this week, so I, the cat. Các em lựa chọn phương án nào? Cô chúc mừng các bạn có phương án trả lời là B nhé. Câu này có nghĩa là lần này chị tớ không có ở nhà, vì thế tớ phải cho mèo ăn. Như vậy, bình thường, việc cho mèo ăn là nhiệm vụ của người chị gái. Nhưng vì người chị không có nhà, nên người em mới phải đảm nhận việc cho mèo ăn. Đây là một sự thay đổi mang tính chất tạm thời trong tuần này vì người chị đi vắng. Để diễn tả điều này thì động từ feed cần được chia ở thể hiện tại tiếp diễn thành I'm feeding. Như ở đáp án D mới là chính xác em nhé. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi câu hỏi số 4. Eating fruits and vegetables, us healthy. Câu này muốn diễn đạt rằng việc ăn các loại quả và rau giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Đây hẳn là một sự thật hiển nhiên rồi phải không các em? Vì thế chúng ta sử dụng thể hiện tại đơn. Như vậy đáp án đúng là A nhé các em. Wow, như vậy là chúng ta đã giải quyết được 4 câu hỏi rồi đấy. Hiện tại thì trước mắt chúng ta chỉ còn 3 câu hỏi nữa thôi các em ạ. Vì thế các em hãy thật tập trung nhé. Câu hỏi số 5. I can't stand you. Why you always away the clothes in the wrong place. Đáp án của các em cho câu hỏi này là gì? Câu I can't stand you, tôi không thể chịu đựng được anh nữa, là một dấu hiệu cho thấy người nói đang thể hiện thái độ khó chịu. Như cô đã giới thiệu ở video trước, thì động từ chia ở thiện tại tiếp diễn và kết hợp với always diễn tả sự khó chịu, phàn nàn của người nói. Hẳn là đến đây thì các em đã đoán được B là đáp án đúng rồi phải không? Và câu này có nghĩa là tôi không thể chịu đựng được anh, sao anh cứ suốt ngày cất quần áo nhầm chỗ thế? Bây giờ chúng ta hãy cùng chú ý đến câu hỏi số 6. Linda, at the graduation ceremony tomorrow. Trong câu này, tomorrow mang nghĩa là ngày mai. Đây là một dấu hiệu thời gian trong tương lai gần. Như cô đã giới thiệu ở lúc trước, thì một cách sử dụng khác của thể hiện tại tiếp diễn là để diễn tả những sự việc được lên kế hoạch sẵn và chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần. Câu này có nghĩa là Linda sẽ biểu diễn tại buổi lễ tốt nghiệp vào ngày mai. Đây chắc chắn phải là một sự sắp xếp sẵn và sẽ xảy ra vào ngày mai. Vì thế, động từ perform được chia ở thể hiện tại tiếp diễn là is performing, tương ứng với chủ ngữ Linda. Vì thế, đáp án đúng là A các em ạ. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng thử sức với câu hỏi cuối cùng trong bài này nhé. Câu hỏi số 7. Don't worry, the last train at 11 p.m. Câu này có nghĩa là đừng lo, chuyến tàu cuối cùng khởi hành lúc 11 giờ đêm. Như chúng ta vừa được ôn tập thì thể hiện tại đơn được dùng để diễn tả thời gian biểu cố định. Việc đoàn tàu khởi hành lúc 11 giờ cũng là một thời gian biểu cố định các em ạ. Vì thế, động từ depart cần được chia ở thể hiện tại đơn thành departs, tương ứng với chủ ngữ the last train. Như vậy, đáp án đúng là A các em nhé. Bài tập số 2 gồm có 5 câu hỏi và nhiệm vụ của các em là phải đọc kỹ mỗi câu và xác định câu đó là đúng, correct hay sai, incorrect. She looks great today. Cô cho mình nhắc lại một chút về động từ tình thái nhé. Động từ tình thái là những động từ miêu tả một trạng thái hay tính chất hơn là một hành động cụ thể nào đó, và chúng được chia ở thể hiện tại đơn. Trong câu này thì động từ look là một động từ tình thái, có nghĩa là
trông như thế nào, nhìn ra sao. Vì thế, look được chia ở thiền tại đơn thành looks, tương ứng với chữ ngữ ở ngôi thứ ba số ít là she. Các em có thể hiểu câu này là hôm nay cô ấy trông rất tuyệt. Như vậy thì đây là một câu đúng phải không các em? Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu 2 nhé. Can you help me with this question? I am not knowing the answer. Động từ know mang nghĩa là biết, là một động từ tình thái, vì thế nó không được chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Như vậy đây là một câu sai phải không các em? Động từ know ở câu này cần chia ở thì hiện tại đơn ở thể phủ định là do not know, tương ứng với chủ ngữ I. Và câu khi đó được hiểu là cậu có thể giúp tớ với câu hỏi này được không? Tớ không biết đáp án. Như vậy là chúng ta vừa giải quyết xong hai câu hỏi đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem câu số 3 là đúng hay sai nhé. Câu hỏi số 3. You're a great cook. The soup is tasting good. Chắc em còn nhớ động từ taste có thể được dùng ở cả thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Khi được chia ở thì hiện tại tiếp diễn thì taste mang nghĩa là ai đó đang nếm một món ăn. Câu cho sẵn muốn diễn đạt rằng bạn là một đầu bếp tuyệt vời, món canh có vị rất ngon. Như vậy, taste ở đây là một động từ tình thái diễn tả tính chất của món canh. Vì thế, taste cần được chia ở thì hiện tại đơn thay vì thì hiện tại tiếp diễn. Như vậy, câu 3 tiếp tục là một câu sai phải không các em? Câu hỏi số 4. Autumn's coming, so demands for electric fans are falling. Đây là một câu đúng các em ạ. Câu được dịch là mùa thu đang đến, vì thế nhu cầu mua quạt điện đang giảm. Đây chỉ là một xu hướng tạm thời, vì khi mùa hè nóng bức quay trở lại thì tình trạng này sẽ không còn nữa. Vậy nên các em sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả sự thay đổi tạm thời này. Hơn nữa, fall là một động từ thường dùng để diễn tả sự thay đổi. Vì hai lý do đó nên nó được chia thành are falling trong câu này là chính xác rồi các em. Và bây giờ chúng ta chỉ còn một câu nữa thôi. Vì vậy, các em hãy cố gắng để ghi điểm ở câu cuối này nữa nhé. His pronunciation is improving this semester. Câu trả lời của các em là gì? Câu này có nghĩa là phát âm của cậu ấy đang tiến bộ trong học kỳ này. Đây là một sự thay đổi so với trước đây. Vì thế, chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả sự thay đổi này. Thế nên, đây là một câu đúng các em nhé. Vậy là cô trò mình đã cùng nhau hoàn thành xong hai bài tập rồi.